em xin gửi lời chào tới cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới có nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở khu vực bộ hồ Xuân Hương đó, và ở cái khu vực này thì hiện tại là có khá là nhiều người đi tập thể dục buổi sáng ha đó. Và hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2020 rồi ha, và bây giờ là hơn 6 giờ sáng một chút xíu ha đó. Ở phía sau lưng em bây giờ là khu vực này, ở phía sau lưng em là khu vực đồi Cù nè đó. Đó, cái khu vực đồi Cù ha anh chị ha. Đó, thì hiện tại là giá vé vào cổng ở khu vực này là 80.000 người ha. Đó, vô đó thì có thể tính chi phí thêm, phát sinh thêm ha. Đó, buổi sáng ở đây thì khá là yên bình này. Đó, ở bên cái khu vực này thì em thấy có ba cái cầu chữ Y ha. Đó, cái cầu chữ Y này là nó giống như là một cái trái tim của thành phố Đà Lạt vậy ha. Đó. Mặt hồ thì sáng nay thì im ắng ha. Đó, có một làn sương mù nhẹ nhẹ ở phía dưới hồ này đó. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các chú anh chị và các bạn cùng xem ở cái những một vài cái hình ảnh ở cái khu vực bộ hồ Xuân Hương buổi sáng sáng sớm thì nó như thế nào ha. Đó, hy vọng là sẽ gợi nhớ được cho cô chú anh chị và các bạn một vài cái hình ảnh khi xưa. Đó, cái khu vực này thì nó rất là quen thuộc đối với nhiều anh chị ha. Đó, khu vực đồi Cù này. Đó, bây giờ nó thay đổi nhiều quá ha. Đó, những cái cây thông buổi sáng thì nó rất là mát, làn sương mù đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái khu vực cầu chữ Y đó, để xem thử coi đó, những cái thông này nó đang tạo hình dáng cho những cái người chụp hình ha, thêm những cái hình ảnh đẹp. Cái thông này thì nó cái dáng của nó rất là đẹp. Sao người ta bỏ ngang ở đây nè. Đi đó xuống này thử ha. Khá là lâu rồi nè. Thì hồi xưa thì em ra đây thì em lại nhớ lại một cái kỷ niệm ngày xưa. Đó. Ở đây có cái
gốc thông, bây giờ người ta cưa bớt hơn một cái cây này đó. Thì hồi xưa thì em có quen người yêu á, thì cũng hay đạp xe đạp gì đó, đi một vòng bờ hồ Xuân Hương này đó để mà tâm sự rồi đó. Hồi xưa rất là vui luôn cô chú anh chị đó, hồi xưa thì chưa có xe máy đâu, chỉ đi bằng xe đạp thôi. Đó thì không biết đối với cô chú anh chị và các bạn như thế nào, chứ riêng cái chỗ cái khu vực này đối với em thì nó có rất là nhiều cái kỷ niệm ha. Ở đây họ làm những cái khu vực này thì họ mới nâng cấp cái lề đường ha. Đó. Sáng hôm nay thì trời khá là ấm. Mặt trời vừa lên. Ở Đà Lạt mùa này cũng nóng lắm cô chú anh chị. Đó. Ở phía xa xa kia thì họ mới xây cái nhà văn hóa lao động ha, tỉnh Lâm Đồng, và bên cạnh đó là cái trung tâm tiệc cưới. Đó. Buổi trưa thì tầm khoảng 30 mấy độ, cũng khá là nóng. Đó, khu vực này thì có khá là nhiều người đi tập thể dục ở phía trên này. Vẫn là đồi cù ha. Ở phía kia thì em thấy có một cái cầu chữ Y nữa kìa. Đó. Phía bên kia thì anh chị thấy đó là cái trường cao đẳng sư phạm ha, trường đại học. Buổi tối thì ở đây thì khá là đẹp đó, những cái ánh đèn chiếu xuống dưới mặt hồ ấy. Đó. Ở cái khu vực quanh cái đường này thì buổi tối tầm khoảng 8 giờ là nó rất là vắng ha. Đó. Ồ, ở đây có một con cá. Đây là con cá lóc. Không hiểu sao là nó nằm đây. Ồ, ở đây cá chết quá trời luôn. Ở đây cũng có một con sắp chết này. Còn khu vực này thì ban ngày thì họ đi câu khá là nhiều. Đó, ở đây còn những cái cần người ta để lại. Đó. Giờ không biết cần ha. Buổi sáng thì khí hậu rất là trong lành. Đó. Và hôm nay thì em xin phép quay sơ một chút xíu ha, một cái đoạn đường ngắn ở cái khu vực này thôi. Đó. Thì tới cái đoạn cái cầu đầu kia thì em sẽ kết thúc video ha. Đó. Đó, ở cái tháp truyền hình của Vinh 2 đó.
Đây, ở trên này khá là nhiều người đi tập thể dục. Ở đây thì nó bị sập rồi ha. Cách đây một vài năm thì ở khu vực này thì nó yên bình lắm. Bây giờ thì đa số những cái người đi làm ăn, người xa xứ, rồi những người lao động tập trung về Đà Lạt mình khá là đông, cho nên là nó mất đi cái sự bình yên. Hồi xưa thì Đà Lạt mình nó có rất là nhiều sương mù ha, không giống như bây giờ. Ở đây có cái phao người ta câu cá này. Mặc dù ở cái khu vực này người ta cấm câu cá nhưng mà em thấy có rất là nhiều người câu ở cái khu vực này ha. Em xin tạm dừng clip tại đây ha. Em một lần nữa em xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, một ngày mới thật là an lành ha. Ở cái khu vực bên kia thì khu vực nhà hàng Thủy Tạ ha, bây giờ thì nó vẫn còn là cái nhà hàng đó. Cái đoạn này thì họ đang cấp sửa chữa lại cái hành lang ha. Trên khu vực này là cái đồi cù. Họ đang sửa lại chứa rồi cái hành lang đi bộ này. Máy họ để này. Cái đường này thì họ mới nâng cấp hồi tháng 3 ha, tháng 3 vừa rồi ha. Họ nâng cấp từ một đoạn từ bắt đầu từ đường Đinh Tiên Hoàng ha, và chạy dài tới vườn hoa thành phố.